ngồi đợi vậy anh tập hoài nhiều đỡ. Hiền cái chị. Từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ nhớ cái quả nào đẹp trai, nhớ cái quả này mang phòng trái của trái nhớ coi đi, hãy coi coi nó cứu của chúng không, hay là mấy này là mấy thằng xấu xạo nó bận đồ nó bận trai vậy nè, biết tin không nữa. Hương thích nhất mấy thằng ở nhà với mày, cảm giác rất là ấm cúng, nhưng mà cái cảm giác hai vị cháu nó gần gũi đó, cái tội Huy lắm, tại vì Huy là cái nhân vật đặc biệt trong phim này. Mà thắc mắc hoài à. Thắc mắc gì? Tính ra là dì cũng thân cận ba má con, mà sao dì làm bánh dở vậy trời? Cái thằng nói hợp lý quá trời. Hợp lý quá trời.